Chào các con, cô rất vui vì lại được gặp các con trong tiết học ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, trước khi bắt đầu tiết học, các con hãy chuẩn bị cho cô sách toán 3, vở tập trắng, tập nháp, viết và thước kẻ nhé. Các con thân mến, phép chia đã quá quen thuộc với chúng ta qua các bảng chia, từ bảng chia 2 đến bảng chia 6. Tuy nhiên, với một phép chia mà không nằm trong các bảng chia đó thì các con sẽ thực hiện như thế nào? Cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Các con cùng đọc lại tựa bài với cô nào. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Các con mở sách giáo khoa trang 27 và 28. Để bước vào bài học, các con cần nắm được nội dung của bài. Nội dung bài học hôm nay gồm có hai phần. Phần thứ nhất: Quy tắc chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Phần thứ hai là bài tập vận dụng. Cô trò chúng ta cùng bước vào phần thứ nhất nhé. Các con cùng quan sát lên màn hình. Cô có ví dụ. 96 chia 3 bằng chấm hỏi. Cô đọc lại nhé. 96 chia 3 bằng chấm hỏi. Trong phép chia này, 96 là số có hai chữ số. Số 3 là số có một chữ số. Đây là phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. 96 được gọi là số bị chia, số 3 được gọi là số chia và chấm hỏi cũng chính là kết quả thương mà các con cần tìm để tìm được kết quả của phép chia này các con sẽ thực hiện hai bước bước thứ nhất đặt tính bước thứ hai tính nhưng ở bước đặt tính các con sẽ không đặt theo cột dọc nhé vậy chúng ta sẽ đặt như thế nào các con cùng chú ý cách cô thực hiện Cô viết số bị chia 96. Cô dùng thước kẻ một nét gạch thẳng và một nét gạch ngang giống như trên màn hình. Sau đó, cô viết số chia là 3 vào ô bên phải trên dấu gạch ngang. Ô phía dưới dấu gạch ngang, chúng ta sẽ viết kết quả thương nhé. Các con thấy giữa số bị chia và số chia có một nét gạch thẳng. Nét gạch thẳng này là để thay thế cho dấu chia đó các con và chúng ta sẽ gọi là cột chia các con chú ý nhé các con phải đặt đúng thứ tự của số bị chia và số chia giống với thứ tự của phép tính đã cho đó là số bị chia bên trái của cột chia còn số chia thì bên phải của cột chia và trên dấu gạch ngang các con nhớ chưa nào Tiếp tục, chúng ta sẽ thực hiện bước 2, đó là tính. Các con sẽ thực hiện chia từ trái sang phải, bắt đầu từ chữ số hàng chục. Vậy chữ số hàng chục là số mấy vậy các con? À, chữ số hàng chục đó là số số 9. Vậy ở lượt chia đầu tiên, cô sẽ chia 9 cho cho 3. 9 chia 3 được. 3 3 là thương ở lượt chia thứ nhất. Để tìm số dư, cô nhân ngược 3 nhân 3 bằng 9. Cô viết 9 thẳng cột với chữ số hàng chục của số bị chia. Các con nhớ nhé, cô sẽ viết 9 thẳng cột với chữ số hàng chục của số bị chia. Cô dùng thước kẻ một nét gạch ngang. Sau đó Cô thực hiện phép tính trừ 9 trừ 9 bằng 0. Viết 0. 0 là số dư ở lượt chia thứ nhất. Tức là lượt chia thứ nhất là lượt chia hết. Cô nhắc lại lượt chia thứ nhất. 9 chia 3 được 3. Viết 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0, viết 0. Tiếp tục lượt chia thứ hai. Cô hạ 6. 6 là chữ số hàng đơn vị của số bị chia. 6 chia 3 được 2. Cô viết 2. 2 là thương ở lượt chia thứ hai. Để tìm số dư cô cũng nhân ngược 2 nhân 3 bằng 6 Cô viết 6 thẳng cột với chữ số hàng đơn vị của số bị chia Cô dùng thước kẻ một nét gạch ngang Sau đó cô thực hiện phép tính trừ 6 trừ 6 bằng 0 viết 0 Vậy lượt chia thứ hai cũng là chia hết nhé các con. Cô nhắc lại lượt chia thứ hai. Hạ 6. 6 chia 3 được 2. Viết 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Viết 0. Vậy 96 chia 3 bằng 32 các con thấy ở hai lượt chia đều là chia hết nên đây là phép chia hết các con chú ý nhé trên đây là cách chia được thể hiện bằng lời các con cho cô biết ở mỗi lượt chia cô đã thực hiện mấy phép tính nhẩm à ở mỗi lượt chia cô đã thực hiện ba phép tính nhẩm đó là chia nhẩm, nhân nhẩm và trừ nhẩm. Ở mỗi phép tính này cần độ chính xác rất cao, vì thế mà các con cần phải thuộc các bản nhân và bản chia nhé. Từ ví dụ trên, cô rút ra được quy tắc. Quy tắc chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Bước 1, đặt tính Viết số bị chia ở bên trái của cột chia, số chia ở bên phải trên dấu gạch ngang. Bước 2. Tính. Thực hiện chia từ trái sang phải, bắt đầu từ chữ số hàng chục của số bị chia, rồi đến chữ số hàng đơn vị. Các con cần phải nắm vững và học thuộc quy tắc này nhé. Để vận dụng quy tắc chia số có hai chữ số cho số có một chữ số vào giải các bài tập có liên quan như thế nào? Cô trò chúng ta cùng bước sang phần thứ hai, bài tập vận dụng. Ở phần bài tập vận dụng, các con cần làm 3 bài tập. Bài 1: Tính. Bài 2: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Bài 3: Giải toán. Nào, cô trò chúng ta cùng bước vào bài tập số 1. Bài 1: tính. Trên màn hình của cô là 4 phép tính. 48 chia 4. 84 chia 2. 66 chia 6. Và 36 chia 3. Các con thấy là ở bài tập này, đề bài đã thực hiện bước 1. Đó là đặt tính giúp chúng ta rồi. Vì thế, các con chỉ cần thực hiện bước 2. Đó là tính. Các con hãy lấy giấy nháp và viết ra cùng thực hiện tính với cô nhé. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Cùng tính với cô nhé. 48 chia 4. Chúng ta nhớ là phải thực hiện chia từ trái sang phải, bắt đầu từ chữ số hàng chục của số bị chia. Lượt chia thứ nhất. 4 chia 4 được 1 viết 1 1 nhân 4 bằng 4. Cô viết 4 thẳng cột với chữ số hàng chục của số bị chia. 4 trừ 4 bằng 0. Viết 0. Lượt chia thứ hai, cô hạ 8. 8 chia 4 được 2. Cô viết 2. 2 nhân 4 bằng 8. Cô viết 8 thẳng cột với chữ số hàng đơn vị của số bị chia. 8 trừ 8 bằng 0, viết 0. Vậy 48 chia 4 bằng 12. Tiếp tục. 84 chia 2. Chúng ta cũng thực hiện chia từ trái sang phải bắt đầu từ chữ số hàng chục của số bị chia. Lượt chia thứ nhất, 8 chia 2 được 4, viết 4. 4 x 2 bằng 8, cô viết 8 thẳng cột với chữ số hàng chục của số bị chia. 8 trừ 8 bằng 0, viết 0. Lượt chia thứ hai, cô hạ 4. 4 là chữ số đơn vị của số bị chia nhé. 4 chia 2 được 2 viết 2. 2 nhân 2 bằng 4. Cô viết 4 thẳng cột với chữ số hàng đơn vị của số bị chia. 4 trừ 4 bằng 0 viết 0. Vậy 84 chia 2 bằng 42 cô tuyên dương tất cả các bạn đã có kết quả tính chính xác nhé. Chúng ta còn lại hai phép tính, 66 chia 6 và 36 chia 3. Các con sẽ làm vào vở tập trắng giúp cô nhé. Cô hướng dẫn các con cách đặt tính vào vở tập trắng. Trước tiên, các con sẽ ghi số bị chia. Sau đó, các con sẽ dùng thước kẻ cột chia dài khoảng 4 ô tập. Các con nhớ nhé, kẻ cột chia khoảng 4 ô tập. Tiếp tục các con dùng thước kẻ nét gạch ngang khoảng 2 ô tập. Nét gạch ngang khoảng 2 ô tập và sau đó các con sẽ viết số chia vào bên phải của cột chia và phía trên của dấu gạch ngang. Sau khi đặt tính xong thì các con mới tính nhé. Ở bài tập này các con cần nhớ cho cô, khi chia số có hai chữ số cho số có một chữ số, các con cần phải chia từ trái sang phải, bắt đầu từ chữ số hàng chục rồi mới đến chữ số hàng đơn vị nhé. Các con thân mến, để vận dụng quy tắc chia số có hai chữ số, cho số có một chữ số vào giải bài tập tìm một trong các phần bằng nhau của một số như thế nào? Cô trò chúng ta cùng bước vào bài tập thứ hai. Bài 2A à, tìm 1 phần 3 của 69 kg 36 m 93 lít. Các con cho cô biết đề bài có mấy yêu cầu cho chúng ta nào? À, đề bài có 3 yêu cầu cho chúng ta. Yêu cầu thứ nhất đó là tìm 1 phần 3 của 69 kg. Yêu cầu thứ hai là tìm 1 phần 3 của của 36 m Và yêu cầu thứ ba là tìm 1 phần 3 của 93 lít. Để làm được bài tập này, các con cần nhớ lại kiến thức của bài học cũ. Đó là tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Vậy, để tìm một trong các phần bằng nhau của một số, các con sẽ thực hiện như thế nào? À, các con sẽ lấy số đó, chia cho số số phần. Đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng giải quyết từng yêu cầu nhé. Trước tiên, tìm 1 phần 3 của 69 kg. Vậy, cô sẽ có câu trả lời là 1 phần 3 của 69 kg là Các con sẽ thực hiện phép tính chia, đó là 69 chia 3. Các con nhớ nhé, 69 chia 3. Các con hãy lấy tập nháp và viết ra cùng tính với cô nào. Cô sẽ thực hiện chia từ trái sang phải, bắt đầu từ chữ số hàng chục của số bị chia. Được chia thứ nhất, 6 chia 3. Được 2, cô viết 2. 2 x 3 bằng 6 cô viết 6 thẳng cột với chữ số hàng chục của số bị chia. 6 trừ 6 bằng 0. Viết 0. Tiếp tục lượt chia thứ hai, cô hạ 9. 9 chia 3 được 3. Cô viết 3. 3 x 3 bằng 9. Cô viết 9 thẳng cột với chữ số hàng đơn vị của số bị chia. 9 trừ 9 bằng 0, viết 0. Vậy 69 chia 3 bằng 23, chúng ta sẽ có kết quả là 23 kg. 1 phần 3 của 69 kg là 23 kg. Chúng ta còn lại hai yêu cầu là 1 phần 3 của 36 m và 1 phần 3 của 93 lít. Các con sẽ làm vào vở tập trắng giúp cô nhé. Chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 2. Để vận dụng quy tắc chia số có hai chữ số cho số có một chữ số vào giải toán có lời văn như thế nào? Cô trò chúng ta cùng bước vào bài tập số 3. Các con nghe cô đọc đề bài. Mẹ hái được 36 quả cam. Mẹ biếu bà 1 phần 3 số quả cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam? Các con cùng đọc lại đề bài với cô nào. Mẹ hái được 36 quả cam. Mẹ biếu bà 1 phần 3 số quả cam đó hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam? Các con cho cô biết đề toán cho biết gì? À, đề toán cho biết là mẹ hái được 36 quả cam. Đề toán còn cho biết mẹ biếu bà 1 phần 3 số quả cam đó. Vậy đề toán hỏi gì vậy các con? Đề toán hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam. Chúng ta cùng sang phần tóm tắt nhé. Đối với bài toán có lời văn, chúng ta có nhiều cách để tóm tắt. Các con có thể tóm tắt bằng lời văn hoặc là tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng, cũng có thể tóm tắt bằng hình ảnh minh họa. Nhưng đối với bài toán này, cô sẽ tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. Mẹ hái được 36 quả cam cô vẽ một đoạn thẳng. Biểu thị cho số cam của mẹ là 36 quả. Mẹ biếu bà 1 phần 3 số cam đó. Tức là số cam của mẹ được chia làm 3 phần bằng nhau. Vậy cô sẽ chia đoạn thẳng này ra làm 3 phần bằng nhau. Mỗi phần sẽ tương ứng với là 1 phần 3, 1 phần 3 và 1 phần 3. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam tức là à đây 1 phần 3 này sẽ tương ứng với bao nhiêu quả cam. Muốn biết được mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam, chúng ta cùng sang phần bài giải. Trước tiên, các con cần đặt lời giải cho bài toán. Lời giải chính là câu trả lời cho câu hỏi của bài đó các con. Bài hỏi là hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam. Các con hãy giúp cô đặt lời giải cho bài toán này nhé. Ở bài toán này, chúng ta có nhiều cách để đặt lời giải. Các con có thể đặt là số quả cam mẹ biếu bà là hoặc là các con cũng có thể đặt mẹ biếu bà số quả cam là. Ở đây cô chọn lời giải thứ nhất. Số quả cam mẹ biếu bà là. Nhìn vào tóm tắt, các con thấy 36 quả cam được chia làm 3 phần bằng nhau. Vậy, một phần bao nhiêu quả cam? Chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì đây? À, chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia, đó là 36 chia 3. Các con hãy tính cùng với cô nào. 36 chia 3. Cô sẽ chia từ trái sang phải, bắt đầu từ chữ số hàng chục của số bị chia. 3 chia 3 được 1. Viết 1. 1 x 3 bằng 3. Cô viết 3 thẳng cột với chữ số hàng chục của số bị chia. 3 x 3 bằng 0. Viết 0. Lượt chia thứ hai Cô hạ 6. 6 x 3 được 2. Viết 2. 2 x 3 bằng 6 cô viết 6 thẳng cột với chữ số hàng đơn vị của số bị chia. 6 trừ 6 bằng 0. Viết 0. Vậy 36 chia 3 bằng 12. 12 quả. Các con lưu ý, quả là đơn vị. Các con phải viết trong dấu ngoặc đơn nhé. Đáp số 12 quả cam. Vậy là các con đã biết mẹ biếu bà 12 quả cam rồi đấy. Các con thân mến bài tập số 3 cũng là bài tập cuối cùng tiết học ngày hôm nay. Trước khi kết thúc tiết học, cô có vài điều cần nhắc nhở đến các con. Sau tiết học này, các con cần nắm vững quy tắc chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Sau đó, các con sẽ hoàn thành các bài tập mà cô đã hướng dẫn. Đó là bài 1, bài 2A, bài 3, trang 28 sau khi làm xong các bài tập các con sẽ nhờ cha mẹ hoặc là anh chị hoặc liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để sửa bài giúp các con nhé tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi cô chúc các con chăm ngoan học sỏi và hoàn thành tốt tất cả các bài tập này nhé cô chào tạm biệt các con